Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Hùng sẽ chia sẻ cho các bạn một bài cắt. Thì hiện tại bài cắt vẫn còn đang là hot. Trước tiên Hùng sẽ chia hình móng ngựa trước à. Bước tiếp theo là xác định độ dài khách hàng muốn. Khách hàng muốn cắt đi 10 cm và tạo cái khuôn bầu thì trước tiên Hùng sẽ cắt góc độ 5 độ và kéo về cắt trên một đường thẳng hai bên chúng ta cũng kéo về sau để xác định chung một cái độ dài nhưng khi các bạn đem tóc về trước thì phần tóc phía trước sẽ dài hơn tiếp tục ta sẽ chảy tóc về phía trước góc độ 45 độ cắt chéo từ đằng trước về đằng sau có nghĩa là mình sẽ cắt đằng trước ngắn đằng sau dài nhé bên đây tương tự khi đem về đằng trước cắt mà cắt chéo đưa đằng trước về đằng sau thì đằng trước sẽ ngắn và đằng sau sẽ dài hơn thì sẽ tạo cho hiệu ứng là hai bên sẽ dạt bầu rồi các xong mình sẽ so lại hai bên coi bằng nhau chưa rồi tiếp tục phần chữ u chúng ta đẩy lên trên 90 độ cắt và sau đó hạ xuống dưới 90 độ cắt điểm thứ nhất đưa ra điểm thứ nhất cắt sau đó điểm thứ nhất đưa về điểm thứ hai cắt điểm thứ hai lấy điểm điểm thứ nhất làm chuẩn và điểm thứ hai lấy lên điểm thứ ba làm chuẩn để cắt điểm thứ ba mọi người có thấy kỹ thuật này cắt lạ không ạ bình thường hùng sẽ cắt góc độ thấp trước sau đó đẩy lên cao còn đối với mái tóc này hùng sẽ đẩy lên cao cắt trước sau đó đẩy đến góc độ thấp Hai kỹ thuật đều giống nhau Nhưng các bạn phải bắt góc độ Và di chuyển điểm 2, điểm 1 Nó phải tương đối bằng nhau Thì làm sao chúng ta làm được như vậy phải có sự luyện tập các bạn phải cắt trên đầu ken rất là nhiều để cái góc độ bắt tóc và cái góc độ nâng tóc cho chính xác Bên trái chúng ta cắt cũng tương tự bên phải Các bạn có để ý hùng cắt là cắt từ trên xuống cho dễ cắt Tại vì đối với các bạn mà cắt từ dưới lên sẽ hay bắt lộn tay lắm Khi mình bẻ dòng cung các bạn không quan tay thì các bạn không cắt từ dưới lên được Layer nó có rất là nhiều dạng Mặt lòi, mặt lõm và mặt phẳng Mặt phẳng là mình cắt square có nghĩa là vuông còn mặt lòi chúng ta cắt rau có nghĩa là cắt layer tròn Còn mặt lõm thì chúng ta sẽ cắt hình cung có nghĩa là concave layer Còn một cái nữa là layer jingle có nghĩa là cắt hình tam giác Cắt bằng kỹ thuật xích Sassoon Cắt xong các bạn phải tỉa đầu ngọn Tỉa đầu ngọn xong nếu tóc quá dày thì các bạn nên sử dụng một chút kéo tỉa Nhưng các bạn sử dụng kéo tỉa ít tóc có nghĩa là sử dụng kéo tỉa 10% chẳng hạn như bắt một lớp tóc khoảng 100 sợi mình chỉ cắt đi 10 sợi nếu bạn nào không quen dùng kéo tỉa mình có thể dùng kéo sử dụng kỹ thuật cắt trượt ở trong giống như Hùng đang thể hiện ở đây à sau khi cắt xong mình sẽ tiến hành bôi thuốc uống à nhiều bạn còn chưa hiểu chức năng của thuốc uống thuốc duỗi để làm gì chức năng của thuốc uống thuốc dụ là để cắt đứt liên kết tóc làm tóc mềm đi có độ giãn đối với mái tóc này hùng sẽ bôi thuốc lên cao vì chị này muốn phòng trên phần chân tóc lớp ót thì mình bôi cách xa ra một chút nhưng lớp trên mình sẽ bôi nhiều hơn một chút sau khi bôi và canh độ giãn xong mình sẽ cuốn xương thì khi cuốn xương mình sẽ nâng góc độ cao 90 dung góc với đầu để tạo độ phòng cho chân tóc khi cuốn các bạn lưu ý mình sẽ cuốn chặt tay đối với tóc này tóc này là sợi trung bình nhưng hùng sẽ đi xương là 25 vì tóc này thứ nhất là sợi trung bình cái thứ hai là cấu tạo tóc này là hơi dợn tự nhiên hùng sẽ giải thích cho mọi người hiểu tóc mình nó sẽ có ba loại thứ nhất là tóc sợi nhỏ tóc sợi trung bình và sóc sợi to tóc sợi nhỏ khó uống tóc sợi nhỏ là thuộc dạng tóc mạch sợi tóc thứ hai là sợi tóc trung bình sợi tóc thứ hai trung bình thì mình có thể uống và duỗi đều đẹp nhưng đối với sợi tóc to các bạn duỗi khó hơn là uống tóc to các bạn uống rất là dễ còn tóc mảnh thì trái ngược lại uống khó nhưng duỗi rất là đẹp và rất là dễ tóc sợi trung bình thì nằm ở dạng trung lập và lớp phía trên cũng như thế chúng ta nâng góc độ cao lên cuốn sát chân tóc để tạo độ phòng chân tóc phần lớp gáy thì mình sẽ cuốn ngược lên có nghĩa là cuốn vẩn ra đối với tóc khách hàng nào hay sử dụng chiều bay ra ở phần đuôi để tạo độ bung vẩn khi chúng ta sấy vẩn cũng rất là dễ tiếp tục tiếp tục tiếp tục sau khi cuốn gần xong chúng ta sẽ chim giấy vào chân tóc để chống nhiệt chim ống gai hoặc là giấy nhĩ chịu nhiệt đây là kết quả sau khi dập mọi người thấy à xoăn rất là ok thì khi sấy chúng ta sẽ nâng góc độ trên 90 sấy để phòng chân tóc nhiều bạn hỏi tóc uống nên sử dụng sản phẩm gì đối với mái tóc này hùng sẽ sử dụng serum intasil và các bạn nào muốn tạo độ bóng ở dạng xịt thì chúng ta xịt nhé yeah. ok chào tất cả mọi người nha mọi người xem xong nhớ comment nhớ like nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất cùng nha cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và bye bye